cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con lao chi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Vâng Lời Dù Không Hiểu Lý Do, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Mai Phạm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng lời dù chưa hiểu lý do. Vị vua nọ ở Đông Phương muốn chọn lựa một người quản lý trung thành. Có hai người được tiến cử. Nhà vua trả trước cho họ tiền một ngày công, rồi dẫn họ đến cái giếng sâu và để cạnh đó một cái rổ. Vua truyền: hai người hãy cố hết sức mình múc nước trong cái giếng nhỏ này và đổ vào rổ sao cho đầy rổ. Ta sẽ trở lại vào buổi chiều xem công việc tiến triển như thế nào. Nói xong, vua bỏ đi và hai người bắt tay vào việc. Chẳng bao lâu sau, một người nói: đổ nước đầy rổ thật là một công việc ngu xuẩn. Người kia nói: nhưng chúng ta đã được trả tiền. Nhà vua có lý do của ngài khi truyền chúng ta làm như vậy, không nên bận tâm. Quăng cái thùng xuống đất, người thứ nhất nói: tôi sẽ không tiếp tục công việc ngu ngốc này nữa đâu. Và ông bỏ đi. Người còn lại tiếp tục làm việc, cứ múc nước và đổ vào rổ. Trước khi trời tối thì ông tát gần cạn cái giếng. Bất chợt, khi ông đổ thùng nước vào rổ, ông nghe một tiếng động lạ và nhìn thấy trong rổ một chiếc nhẫn kim cương. Ồ, giờ đây thì ta biết tại sao nhà vua lại sai múc nước đổ vào rổ rồi. Vừa lúc đó, nhà vua đến. Ông trao cho vua chiếc nhẫn đã tìm được. Vua cười và nói: nó là của ngươi. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ. Giờ đây ta có thể giao cho người việc lớn hơn. Suy gẫm. Thưa các bạn, đoạn kết câu chuyện ngụ ngôn này làm bạn thấy thỏa lòng phải không? Có lẽ vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, mong muốn chọn được một người quản gia trung thành của vua được đáp ứng. Vua tìm được một người để giao việc quản gia còn tốt hơn cả sự mong muốn của mình. Vừa trung tín, lại cần cù và không tham lam. Thứ hai, người làm công việc thiện lành được phước, được hưởng sự tốt lành cho đời sống mình. Ông ta không những được trả trước tiền công một ngày lương, lại được vua thưởng cho chiếc nhẫn kim cương. Và được vua tin tưởng
giao cho làm công việc lớn hơn. Một câu chuyện với kết cục thật có hậu, phải không các bạn? Điều này mang lại bài học gì cho mỗi chúng ta để áp dụng cho đời sống của chính mình và dạy dỗ cho con cháu về sau? Bài học này xoay quanh chữ tín. Trong mọi thời đại, mọi quốc gia, chữ tín, hay nói cụ thể hơn, sự trung tín, luôn được quan trọng. Lịch sử Việt Nam luôn tôn kính khi nhắc tới tướng Trần Bình Trọng với câu nói để đời: thà làm quỷ đất Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Ông đã chọn cái chết, quyết không quy phục giặc Tàu để giữ sự trung tín với Tổ quốc và dân tộc mình. Ngược lại, trong sử Tàu đã nhắc tới nhân vật Lữ Bố, vốn là người dũng sĩ mạnh sức và một tay thiện chiến, từng là người bách chiến bách thắng. Tuy vậy, Lữ Bố lại bị mọi người biết đến như một kẻ phản chủ, giết hại những người đỡ đầu cho mình, rồi đầu phục kẻ khác. Kết quả chung cuộc của Lữ Bố là cái chết bi thảm và tiếng xấu để đời. Trong phạm vi câu chuyện này, có hai người có thể có tài sức ngang nhau nên đã được tiến cử cho vua để chọn làm quản gia. Vậy nhà vua đã dựa trên tiêu chuẩn nào để chọn ra được người giúp việc tốt cho mình? Đó cũng là chữ tín. Vua rất khôn khéo, chọn trả tiền trước cho ngày công làm việc, rồi giao cho họ công việc hết sức kỳ lạ, mà không có một lời giải thích vì sao. Khi người làm công thứ nhất bỏ đi với lý do là không muốn làm công việc mà ông ta cho là ngu xuẩn, thì bản chất thất tín đã được phô bày. Tiền công thì hưởng trọn, nhưng việc làm thì không. Người còn lại, dù chưa hiểu lý do, nhưng vẫn vâng lời, làm theo điều vua dặn dò. Công việc bấy giờ trở nên nặng gấp đôi, vì người kia đã bỏ đi, nhưng ông vẫn cần cù làm việc, theo đúng yêu cầu công việc được giao, cho đến lúc hoàn thành. Không những thế, khi tìm thấy chức nhận quý, ông đã trao lại cho vua và hoàn thành công việc. Kết quả là phần thưởng của ông cũng được nhân đôi, vừa được công việc làm tốt, vừa được chức nhận quý vua ban. Giờ đây, mời bạn tìm hiểu vai trò của sự trung tín dưới ánh sáng của lời Chúa. Sự trung tín có vị trí quan trọng trong nhân cách người tin kính Chúa, do đó được xem là một trong 9 trái thánh linh trong đời sống của người theo Chúa. Lời Chúa chép trong Kinh Thánh sách Galati đoạn 5 câu 22-23: nhưng trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Một đặc điểm quan trọng trong sự trung tín là không tùy thuộc vào tầm quan trọng của công việc. Một người trung tín thì cho dù việc nhỏ hay việc lớn, người đó vẫn trung tín hoàn thành. Điều này được Chúa Giêsu nhấn mạnh như một tiêu chuẩn để chọn giao việc. Lời Chúa phán dạy rất tỏ tường trong Luca 16 câu 11 như sau: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Và sự trung tín nhận được một kết quả. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi quan sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Sự trung tín trong quan hệ giữa người với người được coi trọng như vậy, nhưng trong quan hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, sự trung tín với Ngài là tiêu chuẩn được đặt hàng đầu. Trong 10 điều răn Chúa phán dạy dành cho người tin kính Chúa, Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng những người tin theo Chúa
chỉ được thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Dòng huyết Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá để xóa sạch tội lỗi của những kẻ tin. Khi đã được trở nên con cái của Chúa, người đó phải trung tín, thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Chúa phán trong sách Xuất Ê Díp Tô ký 20 câu 1 tới câu 3: Bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê Díp Tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Việc trung tín này cũng như người vợ thủy chung chỉ có một chồng. Một tôi trung chỉ thờ một Chúa. Cần biết rằng Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc những kẻ thờ hình tượng và những kẻ đi dẹo là những người vừa tin Chúa nhưng cũng thờ phượng thần khác. Hãy nhờ ơn Đức Thánh Linh vừa giúp để giữ gìn sự trung tín với Chúa cho tới cuối cùng, hầu cho mão triều thiên không hề tàn héo sẽ được chính Chúa ban cho các bạn, như lời Chúa hứa được chép trong sách Khải Huyền: Khá giữ trung tín cho đến chết, vì ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần giải đáp niềm tin. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe vài lời chia sẻ của mục sư Trần Quang Thành, là thành viên của Trung tâm Phát thanh Tin lành Virginia. Kính thưa quý thính giả, hàng năm vào Chủ nhật của tuần lễ thứ hai của tháng 5, tại Hoa Kỳ, đất nước mà tôi và quý vị đang sinh sống, có một ngày vinh danh cho mẹ, ngày Mother Day. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, được ký thuộc trong sách Côlôse chương 3 câu 20 như sau: Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự, vì ấy là điều đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị, dù quý vị là người chưa tin Chúa, thì chúng tôi cũng tin rằng quý vị đã từng nghe nói đến 10 điều răn mà Thiên Chúa đã phán dạy cho con dân của Ngài. Trong 10 điều răn đó được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là bổn phận của con dân Chúa đối với Thiên Chúa, gồm 4 điều răn đầu tiên. Phần thứ hai là bổn phận của con dân Chúa đối với con người, gồm 6 điều răn còn lại. Trong 6 điều răn Chúa dạy trong mối tương quan giữa người với người, thì điều răn đứng đầu là bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Chúa phán, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Và sự hiếu kính đó được thể hiện như thế nào? Qua câu Kinh Thánh trong Côlôse chương 3 câu 20, hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự, vì ấy là điều đẹp lòng Chúa. Qua lời Chúa trong câu này, Thánh Phaolô cho chúng ta biết một trong các yếu tố đó là luôn luôn vâng lời cha mẹ, hay là vâng lời cha mẹ trong mọi sự. Nghĩa là chúng ta phải vâng lời cha mẹ trong mọi trường hợp, ngoại trừ khi cha mẹ bảo chúng ta làm những điều trái với lời Chúa dạy. Bởi trong một lá thư gửi cho hội thánh tại thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khuyên, hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Ê-phê-sô chương 6 câu 1. Từ vâng phục trong câu này không thể tách rời khỏi ý tưởng phải tôn kính hay hiếu kính cha mẹ. Cho nên Phao-lô viết tiếp trong câu sau, hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chúng ta phải vâng lời và tôn kính cha mẹ, bởi vì thẩm quyền của cha mẹ là do Chúa ban. Do đó, nếu chúng ta không vâng lời cha mẹ, xem như bất tuân lời Chúa dạy. Thánh Kinh dạy rằng, chẳng có quyền nào không đến bởi Đức Chúa Trời.
Điều này được chép trong sách Roma chương 13 câu 1. Vì vậy, chúng ta phải vâng lời cha mẹ dù cha mẹ đã tin Chúa hay chưa. Nếu chúng ta là người tin Chúa nhưng cha mẹ chưa tin, chúng ta vẫn phải vâng lời. Hay nếu vì một lý do nào đó chúng ta không sống với cha mẹ nhưng sống với anh chị em, chú bác hoặc người đỡ đầu, chúng ta phải xem những người đó như cha mẹ và phải vâng lời họ. Vì những người đó là thẩm quyền Chúa đặt trên chúng ta. Kính thưa quý vị, nhất là các bạn trẻ, các bạn tự hỏi lại mình. Có bao giờ các bạn tỏ ra không vâng lời cha mẹ mình không? Các bạn có biết, nếu các bạn không vâng lời cha mẹ, thì không những các bạn đã làm cho cha mẹ mình buồn, mà tôi tin rằng các bạn đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là thất bại trong cuộc đời của mình. Người xưa có câu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đó là quan điểm của người xưa. Thế còn Kinh Thánh nói gì về vấn đề này? Mời các bạn nghe lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn chương 13 câu 1. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. Còn trong Châm Ngôn chương 23 câu 22 thì Chúa dạy, hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Và Chúa cũng cho biết hậu quả của những ai khinh dễ việc vâng lời cha mẹ. Được Chúa cảnh báo trong sách Châm Ngôn chương 30 câu 17 như thế này. Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình. Các con quạ của chúng sẽ móc mắt ấy và các chim ưng con sẽ ăn nó đi. Quý vị biết không, ngày xưa khi những ai không vâng lời cha mẹ, mặc dầu cha mẹ đã khuyên dạy nhiều lần nhưng họ vẫn không nghe, thì người đó phải bị xử chết. Quý vị thân mến, nhân ngày lễ mẹ năm nay, chúng tôi mong rằng những ai đang còn mẹ phải biết hiếu kính đối với mẹ mình, yêu thương mẹ và quan tâm mẹ nhiều hơn. Đừng để đến khi mẹ mất rồi, có hối tiếc cũng đã muộn màng. Riêng các bạn trẻ, qua lời Chúa dạy, chúng tôi mong rằng các bạn hãy vâng lời cha mẹ, trước hết là để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Kế đến là để các bạn gặt hái được những thành công trên đường đời. Và hơn thế nữa, đó là điều đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa bởi Chúa ban cho cha mẹ thẩm quyền trên chúng ta. Đẹp lòng Chúa bởi cha mẹ là người sinh thành và dưỡng dục ta nên người. Quý vị ơi, qua lời Chúa dạy, hãy tôn kính cha mẹ hầu cho ngươi được phước và sống lâu. Lời Chúa hứa rất rõ ràng cho những ai biết hiếu kính đối với cha mẹ mình là được phước và sống lâu trên trần gian này. Nếu quý vị là những người chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời quý vị, mà quý vị đã sống một đời hiếu thảo đối với cha mẹ, luôn luôn vâng lời cha mẹ, thì tôi xin chúc mừng bạn, vì bạn sẽ được Chúa ban phước và sống lâu trên đất này. Nhưng quý vị có biết không, Đức Chúa Trời là đấng giàu có vô hạn, nên phần thưởng đó chỉ là một phần rất nhỏ mà Chúa ban cho quý vị mà thôi. Đức Chúa Trời còn có nhiều phần thưởng vô cùng quý giá hơn và to lớn hơn Ngài cũng muốn ban cho quý vị nữa. Tại sao tôi nói khi bạn vâng lời cha mẹ, hiếu thảo đối với cha mẹ thì phần thưởng Đức Chúa Trời ban cho bạn chỉ là phần thưởng rất nhỏ? Bởi vì đời sống của mỗi chúng ta trên trần gian này, dù cho lâu nhất đi chăng nữa thì cũng chỉ 100 năm mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đem 100 năm so sánh với cõi đời đời thì có thấm vào đâu, đúng không quý vị? Những phần thưởng lớn mà Đức Chúa Trời muốn ban cho quý vị và tôi, đó là sự sống phước hạnh đời đời trên thiên đàng. Với một điều kiện, là nếu chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời hay ông trời, đặt trọn niềm tin vào Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được những phước hạnh đó. Như lời Chúa phán, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng
lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Thưa quý vị, có lẽ quý vị cho rằng lâu nay tôi vẫn tin ở ông trời hay tin vào đấng tạo hóa. Nếu vậy, thì quý vị phải biết vâng lời của ông trời hay là của Đức Chúa Trời chứ. Bây giờ mời quý vị nghe ông trời hay Đức Chúa Trời phán về loài người chúng ta như thế nào. Chúa phán, vì mọi người đều đã phạm tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Nghĩa là Đức Chúa Trời cho quý vị và tôi biết hết thảy chúng ta là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời phán về Chúa Giê-xu như thế nào? Trước khi nghe lời phán của Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu, chúng tôi mời quý vị xem thử trong tất cả các sách mà quý vị từng đọc qua, kể cả các sách tôn giáo. Quý vị có thấy chỗ nào đề cập đến ông trời hay Đức Chúa Trời nói về một nhân vật nào đó hay gọi một nhân vật nào đó này là con yêu dấu của ta không? Nếu có, xin quý vị minh chứng cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng không có một cuốn sách nào đề cập đến điều đó. Duy chỉ có Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, ông trời hay Đức Chúa Trời tạo hóa đã hai lần phán về Chúa Giê-xu như vậy. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đà. Lần thứ nhất, sau khi Chúa chịu báp têm trên dòng sông Giô-đan. Và lần thứ hai là khi Chúa Giê-xu biến hình trước ba môn đệ của Ngài. Và trong lần thứ hai này, Đức Chúa Trời hay ông trời có lời khuyên cho con người chúng ta. Hãy nghe lời con đó, tức là nghe lời Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu cho biết rằng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nghĩa là loài người chúng ta, không một ai được hưởng phước trên thiên đàng nếu không nhìn nhận mình là tội nhân và không tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Sứ đồ Phi-a-rơ cũng từng công bố, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để nhờ đó mà chúng ta được cứu. Nhân mùa lễ mẹ năm nay, lời Chúa dạy con cái phải hiếu kính cha mẹ mình và luôn luôn vâng lời cha mẹ để được phước và sống lâu trên đất. Và lời Chúa cũng dạy, nếu quý vị vâng lời Đức Chúa Trời và tin Chúa Giê-xu đã chết để chuộc tội cho quý vị, thì quý vị sẽ hưởng được cả hai. Thứ nhất là hưởng được phước hạnh và sống lâu trên trần gian này. Thứ hai, hưởng được phước hạnh đời đời trên thiên đàng. Thế thì quý vị còn chần chừ điều gì nữa? Ngay bây giờ, xin quý vị hãy mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu, để Ngài ban cho quý vị phần thưởng dưới đất cũng như ở trời. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu, xin quý vị bỏ chút ít thời gian tìm đến một hội thánh Tin Lành Việt Nam gần nơi quý vị cư ngụ để báo cho vị mục sư nơi đó, quý con dân Chúa nơi đó, để giải thích cho quý vị tường tận về niềm tin của chúng tôi, về ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Riêng quý vị đang sống tại vùng Virginia và phụ cận, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Chúng tôi rất vui lòng được đón tiếp quý vị. Amen. Trên đời Chúa ơi xin ban ơn.
Sư mẹ trong ơn thánh người. Chúa đã luôn thương yêu con, ban cho con tình mẹ yêu vuông tròn. Mẹ yêu con chăm lo sớm hôm, nào dâng chi công ơn đáp đền. Nguyện xin Chúa đấng ban phát muôn ơn, phù trợ mẹ luôn sống vui thanh nhàn. Chúa ơi xin thương ban ơn, phù trợ mẹ khang an xác hồn. Cha dạt dào tình cha thương cao cao núi cao, lòng mẹ yêu dâng dâng sông trào. Tình yêu Chúa sáng hơn sáng trăng sao, lòng từ bi muôn thế hệ tuôn trào. Chúa ơi trăm năm tuổi đời để mẹ cha yên vui cõi trời. Tiếng hát ru con á ơi, êm êm đưa tình mẹ ôi tuyệt vời. Tình mẹ yêu nâng con khắp nơi, lòng mẹ yêu bên con suốt đời. Xin Chúa đấng vinh hiến cao vời, phù trợ mẹ luôn sống vui trên đời. Chúa ơi xin ban ơn trời, xin giữ mẹ trong ơn thánh người. Nguyện xin Chúa đấng vinh hiến cao vời, chờ mẹ luôn sống vui trên đời. Chúa ơi xin ban ơn trời, xin giữ mẹ trong ơn thánh người. Chúa ơi xin ban ơn trời, xin giữ mẹ trong ơn thánh người. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mang. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao quý. Xin cho con trái tim.